Hôm nay chính thức bàn giao công trình sơn giả gỗ tại xã Sơn Long nhé. Nhà này là mình đội thợ mình là làm từ móng lên nhá, mình cũng làm từ móng lên nhá, xong rồi mình nhận sơn luôn. Vừa thợ bê tông, vừa thợ sơn. Chủ yếu là làm sơn giả gỗ là nhiều. Đây là phần giấy bãi. Phủ bóng 2K nhé. Đây phần giấy bãi. Sân nhà này cho trần trắng giấy bãi nhé. Rất đẹp. Cầu thang đây cũng toàn bộ cũng đều là bằng bê tông hết. Mình làm giả gỗ vào. Mình chuyên về giả gỗ và tranh tường nhé. Hai bức tranh kia cũng là do mình vẽ. Trên nhà này kiểu nó trời nó cũng chập tối rồi nên là nó hơi tối. Đây là anh thợ cứng nha. Phụ. Đệ cứng của mình. Nhưng mà loàng hoàng bị nó đấm chết đấy. Đây là anh thợ xây. Xây cái là bò à, láo nhà thằng này. Quá mất dạy. Công trình này làm được có mỗi hai anh em là làm tận một hơn một tháng rồi. Nhà này mình cũng kiểu người nó cũng quen biết nên là làm căng đét luôn. Hơi tối thì mọi người thông cảm nhé. Hết đồ về à? Được rồi. Tranh đây. Bức đường quê đây, xếp đồ đây, che hết rồi. Không. Vô nào thì mà mang cái quần áo bây giờ xem có biết cái này. Được. Mọi người có nhu cầu sơn giả gỗ thì liên hệ với mình. Cả hợp lý đâu.
Em mai tìm thợ xây vào khoảng mình. Toàn bộ khung bạo này là cũng đều cũng là bằng bê tông hết nhé. Tối quá nhỉ, trong này quay nó ánh sáng nó không đủ. Quay mặt bên ngoài. Đây là do ánh sáng nó hắt. Toàn bộ đều bóng loáng hết, đều phủ bóng 2K hết. Bên mình có đội thợ nhận làm luôn khung nhà sàn nhé, từ A đến Z luôn, từ móng đến nóc, bao quát tổng thể luôn. Mình cũng nhận tất cả hoa văn nhà sàn nhé. Hoa văn nhà sàn này là cũng do mình vẽ hết, dùng bằng sơn 3D vẽ nhé, nên là cái phần chất lượng bền lâu thì nó chắc chắn là nó sẽ được hàng chục năm, thì nó sẽ không bao giờ nó bị ảnh hưởng gì cả. Hoa văn nhà sàn sáng nó chiếu vào, quay từ hướng này đi thì nó nhìn nó đủ sáng, nó nhìn nó mới thật. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay ý nghĩa để lại cho mình một like và comment ở bên dưới, đăng ký kênh ủng hộ mình.